ơi, tới chùa rồi. Nãy giờ mình đi ở ngoài mỏ nhọn quá, cô bác ơi, vô chùa cho cái mỏ mình nó móm móm là bớt. Có nhiếp ảnh gia nữa hả? Đen 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 đen. Đi cẩn thận, mình đang có bầu nữa, thành ra phải đi cẩn thận. Ở bên này thì có cái chỗ bán ngọc trai nuôi, rồi chỗ bán nước rồi nhân dân. Những cái dòng này 1,2 triệu được nhân dân. Có niềm biết giá là cũng dễ rồi. Ở trong có bán một số đồ nữa kìa. Muốn cho xanh tóc đỏ da, rủ nhau lên núi mà tìm Hà Thủ Ô 140.000 là mình sẽ có Hà Thủ Ô đó cô á. Có một phải cái bông không? Đã hết biết không? Bông không ha. Chùm. Bông hả lá? Lá hả bông mình thấy hình như cái bông nha. Có nghĩa là cái sự xuất hiện của ổng mang hình dáng của bố Đại Hòa Thượng, nó có mấy đứa nhỏ nó đi theo ổng, ổng mang cái túi đó cô á. Thành ra khi sau này người ta tạc tượng á, rồi tạc tượng có mấy đứa nhỏ nó dây quanh ổng á. Ở đây mình sẽ thấy dòng chữ Hùng Long Tự ở phía bên trên đó cô á. Thường gọi là chùa Sư Muôn, nhưng mà cái tên chính thức là Hùng Long Tự. Ôi trời ơi, ông hổ nào ông bị béo phì rồi. Béo phì rồi. Ta bắt cô bác coi nha. Nó cuốn lại tròn do này như cái dương bi, ta gọi là cuốn chiếu bi. Ai mà gánh sơn nè, thiệt tình. Nhìn thấy cưng không? Rồi, dắt mày ra sao tham quan cái nha. Lên trên để cô bác mình tham quan cái cho đủ điểm nha. Từ cái bệ ngồi của ngài lên là cao khoảng 2 mét. Rồi nếu tính luôn cái bệ dưới này là cả 3,5 mét đó cô bác. Chỗ này giữ dần cái cây gỗ cô bác. Tưởng tượng bề ngang cái đường kính là cả 1,6 mét đó là cô bác thấy khủng khiếp không? Ở trên là tượng Phật nhập Niết Bàn, hay còn gọi là tượng Phật nằm đó cô á. Nhập Niết Bàn có nghĩa là cái kỷ niệm cuối cùng của Đức Phật còn ở thế gian đó. Gần gần chút xíu nè. Rồi cái mình zoom lên nè. Đó, cô á thấy ha. Có quần thể tăng đoàn ở phía sau và tượng Phật nằm ở phía trước. Cô á sẽ thấy một số tượng của những vị nè, ôm mặt khóc và đậy cái mặt lại vân vân. Đó là cái biểu tượng buồn đó cô á. Khi nghe tin Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì tăng đoàn quay trở về, chỉ thiếu ngài Ca Diếp đi khất thực ở xa, ngài về không kịp. Đi vô được không? Có cậu á, có đi lần nào chưa? Chưa nha. Nó bơi quá sao ơi nè, chắc ta thả là phóng sinh quá. Dạ, tôi thấy trong chùa chắc người ta thả rồi quá. Mà ở đây nó đâu có gì ăn ta. Rồi, trở xuống. Coi ông cọp đã, ông cọp uống nuôi. Mình vào trong đó cô bác tham quan chánh điện nha. Rồi cô bác ơi, đổi vũ khí, chắc này là đổi rồi mang dép mà nha. Mang dép để cho lịch sự, để mình lên chùa. Đây thì có mưa này quá. Hiện tại thì còn 5 găm nữa đó. Rồi dắt này lên nha, di chuyển đi nha. Ở đây mình đợi cô ác đi bớt đi cho mình đã lên lên chùa. Nghe nói chùa Sư Môn nói gì đó, mình không có gần ở chùa này. Sao nè? Tuột hoài tắt. Thôi thôi, cứ gỡ gì mình chụp.
rồi, quá ướt nhẹp hết trơn rồi. Mà cái điểm này như cũng gần, bước xuống cái là tới rồi. Tiệm vàng nó cũng đó. Trời ơi, giờ giật bóc, giật qua vô ngọc chai đeo, khỏi cướp, khỏi giật. Rồi, tới chùa rồi. Nãy giờ mình đi ở ngoài mỏ nhọn quá, có coi vô chùa cho cái mỏ mình nó móm móm là bớt. Có nhiếp ảnh gia nữa hả? Phía trên nè, phía trước là có sẽ thấy tượng ông Phật Di Lặc. Từ ở dưới bệ ở dưới đi lên là khoảng 2m, 2m rưỡi đó cô bác. Tương lai hạ sanh Phật. Rồi mình xây một vòng nữa ở phía sau đó cô bác mình tham quan. Đoàn xe của mình 00519. Rồi bắt đầu di chuyển lên nha. Coi chừng chân trời. Ở đây phèn dữ lắm cô bác. Mấy cái dòng suối ở phía sau đó phèn dữ lắm. Hồi đó mình cam đoan với cô bác luôn. Hồi đó cũng vậy rồi, phèn dữ lắm. Mấy cái dòng suối ha, là nó nước trong vắt mà nó vàng ống, thường gọi là chùa Sư Mua, nhưng mà cái tên chính thức là Hùng Long Tự của á. Vậy là có hai tên ha, có nghĩa là cái người dân ở đây người ta quen cái tên gọi là chùa Sư Mua, còn cái tên của chùa theo đúng theo giáo hội đặt á thì gọi là Hùng Long Tự. Cái này là cây bướm đỏ, đẹp ghê chưa, thà cái lá của nó vậy đó nha, rủ à, đã ghê chưa. Cái này cái lá cái bông không biết, theo mình thấy cái này là cái đọt nó dễ ta. Ủa mà phải cái bông không? Ủa mà cả hết biết không? Bông không ha, chùm bông hả, lá hả, bông mình thấy hình như cái bông nha, hình như nó chỗ cái bông hả gì chứ cái lá. Dạ, bông bướm đỏ à, tượng ông Phật Di Lặc nè. Cái tích của ổng bên Trung Quốc truyền qua thì người ta nói ổng là bố Đại Hòa Thượng à, có nghĩa là cái sự xuất hiện của ổng mang hình dáng của bố Đại Hòa Thượng, nó có mấy đứa nhỏ nó đi theo ổng, ổng mang cái túi đó rồi á, thành ra khi sau này người ta tạc tượng đó, là tạc tượng có mấy đứa nhỏ nó vây quanh ổng á. Ở phía trên nè đây có bậc thềm, cái này chống chân trợt luôn nha, đi cũng an toàn lắm. Hai bên có lan can. Tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao khoảng 2m. Phía trước là chú Đại Bi à, để mình xây một vòng để cô bác mình tham quan toàn bộ khu vực này. Ở phía bên dưới, bên trái và phía trên à, ở đây mình sẽ thấy dòng chữ Hùng Long Tự ở phía bên trên đó cô bác. Chắc này mình vào tham quan nha, vào chùa ngã nón, nó xuống rồi ở phía bên trong nè. Ở bên trong à, để mình xây ở phía trước là một vòng để cô bác mình tham quan nha. Đó, ở phía trước nè, phía sân nè. Dạ, chúc em ra sao cái anh đó là anh hướng dẫn đoàn đó cô á. Rồi mình vào trong để cô á tham quan chánh điện nha. Hùng Long Tự ở chánh điện quý vị mình biết ở đây là chùa Hùng Long Tự. Thì quý vị mình ở phố Bắc ở đây quý vị, thì chùa này rất là lớn, nhưng mà ở đây sau đó chúng ta ngày mai chúng ta trở về chùa Hùng Bắc. Nam mô A Di Đà Phật.
thống bên đất liền, con trở về đảo Hòn Phú Quốc trước cơ thờ Bác Bảo. Con cầm thành tâm đảnh lễ, nay con cầm thành tâm cầu xin ơn trên Phật tổ Phật thầy, từ quy gia hậu độ đến thế giới đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, vui mừng giáo hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại nhận những lành hộ độ và tấm giải chân tiêu tan tịnh sự giải thoát thế gian. Và con cầu xin ơn trên Phật tổ Phật thầy, từ quy gia hậu độ cái đồng chúng con đi đến nơi về tịnh độ, về nhà đạo được an khang thịnh vượng, về cái đạo Phật thông con tu hiền trồng hòa con cá thảo hiền mang vô ăn chào Phật. Chúng ta là một đồng nhân cá thương là giải thoát luôn. Nghe nè, đi đến đây vô tử nha, hùng hùng lớn tử. Để sao nãy giờ xe chạy không thể theo không vô tất tử đường nào ta tổng ra dạ vua luôn năm tử vua hùng tất tử vua chuyên buôn á vua năm tử vua chuyên buôn đó ra ta nói cái gì à vua hùng tất tử là vua chuyên buôn đó nội vua chuyên nào chuyên buôn hùng tất tử thế vừa đang xong thì kêu gì đồng cha người chúng ta không có cả gì và thành phát sạch đề tha vô hay chỉ là đặng đề tha vô hay chỉ là đặng đề tha vô hay chỉ là và đặng đề tha vô hay chỉ là vừa rồi kêu gì đồng chúng ta vì chúng ta đồng cha ba cái gì sáng năm mươi mình có gì mà con mình đã tới chùa cúng chùa hiểu giờ cái gì ai cúng chùa có cái gì đề nghị là có cúng chùa cúng cái gì ta chưa nhiều hết vậy chưa nhiều còn gì vậy còn xíu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chùa đông chúng con được xung quanh chào đón đoàn đồng đạo của Úc Thanh ở Thống Nhất. Kính chúc cho chùa chúng gửi lời kính chúc quý vị đến chùa bạn được bạn khác đi dự là cầu may và an toàn, cầu cho quý vị tử luôn thanh tâm từ nay đừng là gia đình thân thận tâm quý và tâm quý phạm vi gia đình được phòng hộ thiên nhiên nam nữ đại tự đàn đều được bình an chung thới mùa xuân viên thánh mùa hạ bình an mùa thu thì phá cỏ thanh tai và mùa đông được mở nhiều phước lợi chánh điện đó rồi á, cái vị sư tiếp khách á, ông sư đẹp trai quá. Ồ, đôi dép tới còn đây, ui rồi, đôi dép vẫn còn đây, đi dép gì nó khỏe hơn cái là mình đi giày mở ra mở vô lâu lắm. Ôi rồi ôi, ông hổ nào ông bị béo phì rồi, ông bị béo phì rồi, ủ nu ủ nút rồi, ai mà gánh mà sơn ngón gì đâu, ủ nu ủ nút đã, thiệt tình, ai mà gánh sơn nè thiệt tình đó. Nhìn thấy cưng không? Không có phía ngoài nè.
về hai đùi hay giò sao không thấy không? Nó có mục đích không đó. Cái này là cái đầu. Cái này đâu? Chê đâu? Đó nổi lên rồi cái này là cái đẻ. Rồi mình di chuyển đi. Rồi dắt mày ra sao tham quan cái nha. Đó là có mưa nè, nước cũng chảy à. Lên trên để cô bác mình tham quan cái cho đủ điểm nha. Mình tranh thủ để đoàn đi mình đi không kịp. Mình phải dân leo núi mà cái vụ này là đi chuyện nhỏ của tôi. Đây là số mà. Rồi. Đây là Tam Bảo Đức Phật Thích Ca to quá. Từ cái bệ ngồi của ngài lên là cao khoảng 2 mét. Và nếu tính luôn cái bệ dưới này là cả 3 mét rưỡi đó cô bác. Cũng khá to. Phía sau nè. Ở đây yên tĩnh quá ha, có cây sala nữa nè. Phải trồng được thêm bên đây cây, bên đây cây nè cô bác, nhưng mà hơi xéo nhau chút xíu. Rồi mình ra phía sau. Không gian ở ngoài này im quá. Yên tĩnh. Gỗ thiệt hả? Cái này gỗ thiệt. Có đính chính đâu không chú, đính chính. Gỗ thiệt cô bác. Bề ngang là khoảng 1 mét rưỡi, mét 6 gì đó. Bề dài là khoảng gần 4 mét cô bác. Dữ dằn không, cái khúc gỗ bọng ở dưới luôn nè. Dữ dằn không. Gỗ này dữ dằn, cái cây gỗ cô bác tưởng tượng bề ngang cái đường kính là cả mét 6 đó, là cô bác thấy khủng khiếp không. Gỗ này gỗ già. Gỗ già, là già hơn gỗ trẻ đó ha. Đá nè. Úi dồi ôi, đá không. Cái bàn đá. Ở trên là tượng Phật nhập Niết Bàn, hay còn gọi là tượng Phật nằm đó cô á. Nhập Niết Bàn có nghĩa là cái kỷ niệm cuối cùng của Đức Phật còn ở thế gian đó. Và để mình xoay một vòng đó cô bác mình tham quan. Phía sau nè, bên trái nè, khu này an tĩnh quá ha. Im quá, cái ngôi chùa chỗ này im yên tĩnh nè. Rồi, phía trên nè là tượng Phật nằm đây. Để mình zoom lên đó cô bác mình xem dễ chút xíu nha. Cái này là toàn cảnh nha. Đó, gần gần chút xíu nè. Rồi cái mình zoom lên nè. Đó, có thấy ha. Có quần thể tăng đoàn ở phía sau và tượng Phật nằm ở phía trước. Rồi mình xoay đem một vòng nữa cô bác mình tham quan nữa nha. Bên phải của tượng Phật nằm, phía sau tượng Phật Đức Thích Ca, phía sau cái đoàn người đi tới, phía bên trái hình như là có phần mộ của cái vị nào đó. Dạ. Rồi giấc này mình sẽ đi vòng lên trên tham quan cận cảnh nha. Cái này thì chắc người ta chưa làm xong quá, chắc nữa người ta sẽ làm cái đường. Nhưng mà hiện tại thì chưa có đường. Ướt nhẹp đi đường này bạn ơi. Cái này đi lên nha. Ta đang xây quá, xây gian dở. Có thể là hết kinh phí. Tại vì thấy cái công trình xây cũng hơi cũ à. Có cái tường hòn giả sơn ở phía trước nè. Đi vô được. Đi vô được phải không? Được, có cầu. Có cầu hả? Có đi lần nào chưa? Chưa. Chưa ha. Nhưng mà tháng câu xanh dần đi vô được để coi ra để ở đó là cái hòn non bộ đó cô bác, nhưng mà nó bự quá, ta gọi là hòn giả sơn, cái núi giả đó, tại vì cái đó người ta đắp chứ không phải là núi đắp bằng xi măng á. Thì nên cái này chắc hết kinh phí đó, của công trình này nó cũng lỡ dở rồi nè, hơi cũ cũ mà cũng còn mới mới, chắc hết kinh phí rồi quá. Đã trứng không ha, cá ra nít. Đó xem nè, đá này không nè, bề ngang 2, 4, 5 tấc rưỡi, gần 6 tấc. Không một hông bay vô cái miệng này. Quá dữ dằn. Đây, mình tính từ cái bãi nha có. Tính từ cái bệ này lên trên là cao khoảng 3 mét rưỡi 4 mét. Từ cái bệ này lên trên, còn dưới cái hoa sen này lên trên là khoảng 4-5 mét. Mà tứ dưới cái nền này lên nữa là khoảng 7 mét. Còn lên trên cái bình phong ở trên là còn cao nữa. Tuốt ở trên luôn. Nói chung cái
cái tượng này là cũng một cái công trình rất là quy mô luôn đó cô á. Cầm tay không nè. Ôi rồi ôi giới không tới cô bác ơi. Giới một giới của mình là hơn 2 mét đó mà không có tới đâu chân á. Mình cao 1m67 mà chỉ khoảng ngang cái kẻ này thôi. 1m67 là ngang đây. Mà 2 mét là chắc khoảng cỡ này. Đó cô bác để ý nha. Khoảng cái kẻ của cái hoa sen này ngang mình là 2 mét. Rồi bắt đầu mình tính dài lên. Là bao nhiêu mét nha. Cộng trừ nhân chia coi. Đây là 2 mét, 4 mét, 6 mét, 7 mét, khoảng 7 mét đến 7 mét rưỡi đó cô ạ. Từ ở dưới cái nền này lên hết cái thân của Đức Phật là khoảng 7 mét. Rồi từ đó lên khoảng chừng 4 mét nữa đó cô ạ. Bước sau đó tại nó sâu ở sau á, thành ra nó khuất cô bác thấy nó thấp ha, chứ thực sự là từ đó lên là khoảng 4 mét nữa đó, có hơn nữa. Rồi để mình xây đây một vòng đó cô bác mình tham quan nha. Phía dưới nè đó. Đó. Phía trên nè. Wow, đẹp quá. Cô bác sẽ thấy một số tượng của những vị nè ôm mặt khóc và đậy cái mặt lại vân vân, đó là cái biểu tượng buồn đó cô á. Khi nghe tin Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn thì tăng đoàn quay trở về, chỉ thiếu ngài Ca Diếp đi khất thực ở xa, ngài về không kịp, còn tăng đoàn thì gần như là đầy đủ. Đây là cái phần kỷ niệm cuối cùng khi Đức Phật ở rừng cây Sa La sông Thọ và ngài nhập niết bàn đó. Rồi để xây một vòng ha, nhiều quá sẽ không có dịp đến đây. Phía dưới của mình đồi núi mây chập trùng luôn. Ôi dồi ôi, núi kìa, sương khói luôn. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Phía dưới nè, cái hòn giả sơn nè. Ôi, có cái cầu luôn kìa. Vậy là lên trên đó được đó nha. Lên đó chụp hình. Có cái cầu này nè cô á. Ừ. Có mấy con cá lồng tông luôn kìa. Có mấy con cá sọc sọc luôn nè. À, đó. Cá sọc sọc nè. Ở đây có con cá sọc cam nữa nè. Đó, bên này thì con cá sọc xám. Ở phía trong nè. Đó, nói chung tượng này đẹp lắm cô bác. Người ta điêu khắc rất là tỉ mỉ luôn. Rồi cô bác nhìn thấy nó bóng dợn à. Còn những cái chỗ mình đã từng tham quan cô bác cũng có tượng Phật nằm á. Nhưng mà thật sự nhìn thô lắm cô bác, không có đẹp đến cái mức độ này. Tượng này thật sự là tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Nó là tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Để mình zoom lên đó cô bác xem nè, cái sự tỉ mỉ nè. Từng cái nét nhỏ. Và những cái chỗ bình thường người ta sơn bóng rất là bóng luôn. Ví dụ như cái chỗ cườm tay nè cô bác xem nè. Đó, cái chỗ cái cườm tay ở trên đó cô bác bóng giận luôn. Đó, quá đẹp luôn. Ô, có móng chân không nè, đi quay cái móng chân ông Phật nè. Nhìn cái móng chân đã không? Cái móng chân của ông là bằng cái đầu mình. Mà bự vậy đó. Thử dàng à. Thấy cưng không? Ủa lộn không Phật mà thấy cưng. Giờ nè. Dắt này đi xuống. Hết giờ làm việc. Rồi. Đẹp lắm cô bác. Cái này cái công trình này người ta xây xong là chắc im lắm. Nhưng mà hiện tại chưa xây xong cô bác ơi. Rồi. Trước khi đi thì mình xây ra một vòng nữa để cô bác mình tham quan toàn bộ khu vực này nha. Phía trên tượng Phật nằm. Phía dưới. Rồi dắt này trời ơi. Ôi. Có cái con cua đinh, con ba ba dưới người ta thả kìa. Nó lại tròn tròn kìa. Để xuống dưới tham quan nữa nha. Trời ơi, xuống biết có hai tượng rồng hai bên nè cô bác. Ui chợt. Rồi mình xem vòng đây để cô bác mình tham quan nghe cái lối dẫn chào nè, hai tượng rồng xanh thanh long. Ở đây có cái con nó bơi bơi nè, để mình qua mình quay cho cô bác xem nha. Nó bơi quá sắp bơi luôn. Nó mất tiêu rồi, nè. Ôi trời ơi, con này khoảng 8kg à. Khoảng 8kg rồi cô ơi. Nó bơi quá sắp bơi nè.
chắc ta thả ta phóng sinh quá. Dạ, tôi thấy trong chùa chắc người ta thả rồi quá. Mà ở đây nó đâu có gì ăn ta. Ở đây nó đâu có gì ăn, người ta thả ở đây rồi nó ăn cái gì? Người ta thả ở đây nó đâu có gì ăn ta. Cái con này là thứ nhất là nó ăn rau, thứ hai là nó ăn ốc. Mà ở đây không có ốc, mà ở đây không có rau luôn. Giờ nó ăn cái gì vậy? Ôi giời ơi. Hình như có con à. Con mà chắc người ta phóng sinh quá, tao gặp người ta thả. Né chụp hình, né chụp hình, né chụp hình, né chụp hình. Cái này là chụp ké. Phỏng dí gì. Thôi đi chơi ghê ác để người ta đợi mình. Rồi bỏ cái điện thoại trong túi mà nó cà chạc quá. Nhưng mà không có rảnh để chụp nó có. Ôi quay không kịp sao chụp. Làm hai ba cái rồi nó ấy mà bỏ cái điện thoại vô túi nó cứ tụt tụt cái quần. Cái này thiệt chứ bộ. Thằng hồi bỏ trong cái túi kia luôn. Nó cầm ra. Cầm ngoài đi. Để nó tụt cái quần hoài. Kỳ quá. Đi mà gì đâu mà nắm cái quần thôi. Rồi trả xuống. Coi ông cọp đã không, cọp uống đuôi. Cọp hổ. Ở mấy cái vùng núi cấm này kia thì ta gọi là sơn thần. Úi dồi ôi, rửa cái giò cho đẹp trai đẹp gái cả. Để họ lên xe anh ta dơ. Rồi, này di chuyển đi. Ôi, con cuốn chiếu bi. Cuốn chiếu bi nè. Cô bắt coi nha. Nó cuốn lại tròn do này như cái dương bi ta gọi là cuốn chiếu bi. Đã không? Rồi, trả về vị trí cũ nha. Nhìn nó hổng cái cơ. Cho đi. Quá là nút. Rồi, sáng nay mình trả xuống của bác ơi. Nó có khuôn viên phía trước. Ôi, ở đây có ông đó nè. Ủa? Ông nào chết rồi cô bác ơi, chết hả gì em ngủ rồi. Ủa con hả? Con hả là, con hả chết hả con? Thấy giống ông chết quá ta. Thôi bỏ qua đi, thấy ông đơ đơ rồi. Ông nữa, này chó Phú Quốc nhưng không có sấy. Phía trên nè, Hùng Long Tự. Hùng Long Tự. Mình tạm gọi đây có thể gọi là Hùng Long Cổ Tự. Ta nghe nói cái chùa này là lâu lắm rồi. Ở bên phải nè có một số cái bộ ghế và cái chỗ này có thể là chỗ giảng pháp hoặc tiếp khách được nè. Có cái nhà nhỏ nhỏ nè, văn phòng ban hoàng pháp. Ở phía sau ngoài kia là có cái chỗ hình như nghỉ ngơi luôn nữa. Nhưng mà mình chưa có thời gian nhiều để mà mình tham quan ở đó. Rồi chắc là mình trở xuống. Cái chùa yên tĩnh quá, cái chùa này im ha. Cho các ở gần ngoài đường á cô á, xe cộ ta chạy lại nó ồn ào quá, còn cái ngôi chùa ở đây rất là yên tĩnh. Cái lu mà người ta đắp lên, đắp kiểu rồi cô á, đắp kiểu lên đó, hoa súng, úi dồi ôi, hoa súng. Cá bảy màu, trái cây, sầu riêng. À, phía trên tượng ông Phật Di Lặc, Hùng Long Tự, chùa Sư Muôn. Ở đây cái tên thường gọi là chùa Sư Muôn nhưng mà cái tên chính thức là Hùng Long Tự. Nói mà ông này bán kem rồi, để mình xây một vòng để cô bác mình tham quan. Đường hình như ở phía bên dưới có cái đường để mà chạy xe lên đây luôn á cô bác. Cái khu này cũng rộng, như nãy giờ mình chỉ tham quan cái khu chánh điện không à, còn ở bên ngoài thì mình chưa kịp tham quan. Ở bên này là cũng có một số cái khu nữa nè. Ở bên này có cái chỗ mà bán nước nồi đồ này kia mà mình đã có nước ở trên xe rồi. Để mình đi vòng vòng ở phía ngoài để cô bác mình tham quan cái nha. Đó. Có cái đường đi vòng lên nè cô bác. Hồi nãy trong xe thì bít bùng lắm, nếu mà đi xe máy á, thì mình dễ biết đường lắm. Còn mà đi cái xe lớn này nó tiện nhưng mà ngặt cái mình sẽ không biết đường đi cô bác, tại vì trong xe bít bùng mình không có dòm được.
đó, ở phía trong nè, đây là cái khu vực của cái đường lên chùa vừa rồi đó cô, đó đường lên chùa nè. Còn bên này hình như là cũng có khu vực của chùa nữa, nhưng mà cái này đó, bên này không biết là cái vị trí gì mình không biết, có thể là những cái chỗ mà để nghỉ ngơi hội họp hoặc là giảng đạo gì vân vân. Cái khu này rộng dữ lắm. Ở bên này thì có cái chỗ bán ngọc trai nuôi, rồi chỗ bán nước rồi vân vân. Cái này là cái phố ở phía dưới nè, để mình zoom lên đó cô bác thấy được phố ở phía dưới. Nhà cửa san sát ở dưới kia mà xa xa nha. Chỗ này là mình lên trên cao rồi. Rồi phía sau của mình, rồi dắt này di chuyển đi. Để nhích nhích vào đây quay cho cô bác tham quan thử cái quán ở ngoài đảo là như thế nào nha. Có giống đất liền mình không thấy, mình thấy cũng y chang. Mày ép nước mía nữa kìa. Ép nước mía. Con trai. Con trai. 1,4 triệu. 1,4 triệu. Đường kính chiều dài nó khoảng gần 4 tấc. 1,4 triệu. 1,2 triệu. Những cái dòng này 1,2 triệu được nhân dân. 1,2 triệu bông. Có niềm yết giá là nó cũng dễ quá. Ở trong có bán một số đồ nữa kìa. Cái này là ngọc trai thật thôi cô bác, nhưng mà ngọc trai nhân tạo. Còn ở đây là sáng lợi mắm ruốc. Mắm ruốc. Còn ở đây là dứa gai để làm thuốc và mắm ruốc. Còn cái này là muối hồng tiêu. Miễn phí à? Cái này miễn phí hả? Thôi vậy cho mình uống miễn phí. Cái này rong biển nấu canh 75 ngàn. Hà thủ ô, muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi mà tìm hà thủ ô 140 ngàn, là mình sẽ có hà thủ ô đó cô á. Hà thủ ô. Rồi mình xem vòng đó cô bác, mình tham quan rồi mình di chuyển đi nha. Cái này cái quán kế bên chùa cô bác, khi nào cô bác đi chùa là bên phải là có một cái quán đó, là mình có thể mua đồ, mua nước uống đồ vân vân. Đó, xem một vòng nữa để cô bác mình tham quan toàn cảnh này nha. Nghĩa là mình ăn uống thì ở đây có quán rồi, cũng tiện. Ở phía sau nè, cái đường lên chùa nè, bên này là có cái bãi trống để đậu xe. Rồi chắc là mình di chuyển lên. Nước sâm. Mình uống điếc để đem lên xe nó chảy nước. Giữ gìn vệ sinh chung, nhớ không xả rác. Rồi phía sau, phía trước, tàn. Đi cẩn thận, mình đang có bầu nữa, thành ra phải đi cẩn thận. Rồi lên xe. Rồi về tới vị trí cũ, cái ghế vẫn còn đây, bà cô này vẫn còn đây. Rồi chị rồi dắt này, nghe nói hồi nãy thông báo là mình phải đi chạy gắn rồi, tôi đi ôm gắn đi tham quan thanh xà bạch xà. Đó nhà mình nuôi chăn nhiều lắm rồi cô bác, thành ra gắn gít đó thì mình cũng ít sợ.
Nhưng mà không biết cái này người ta có nuôi những cái con mà để làm kiển không? Có nghĩa là những cái con trăng đó cô bác, để nuôi làm kiển thì nó hiền lắm, hiền khô à, nó không có cắn bậy. Còn rắn thì nó không dữ, nhưng mà có những cái loại rắn thì nó cũng rất là hiền. Ví dụ như rắn bông súng, rắn gâu, rắn trung, thì những con rắn đó nó rất là hiền, mình sờ mó nó thoải mái. Còn ví dụ như những cái loài trăng á, thì nó cũng rất là hiền, với điều kiện là mình nuôi ở nhà quen thuần dưỡng thì nó rất là hiền luôn cô bác. Để mình chút xíu tới cái trại rắn á, thì để mình xem cái tình trạng nó như thế nào, coi có ôm rắn được á, thì mình ôm để cô bác mình xem nha. Rồi cô bác ơi, mình mới đi khoảng chừng 3 phút là tới cái chỗ tham quan rồi, mà không biết cái chỗ này là chỗ gì, nghe nói là hình như là rắn hay gì đó. Để coi coi xuống có phải gì không, phải cái chỗ quảng cáo rắn hồi nãy không. Rồi lúc này mình đi vô nha. Ôi, ở ngoài là mình thấy cái biểu tượng con rắn con rồng gì rồi nè. Đi xuống ôm rắn. Đó, thấy có biểu tượng con rắn con rồng gì kìa. Rồi bây giờ cái điện thoại à. Hồi nãy là quên chụp của cái chùa đó. Cái đường này là đường một chiều nha. Cái xe này có cửa, phải có cái cửa sao nó im quá. Mình đi hơi chậm chút xíu. Sao nè. Đi xe lớn này khỏe được trái của cô, mình đi xong cái nhảy lên xe người ta chạy là mình nghỉ ngơi được chút. Còn nếu như đi xe máy á, thì mình đi rồi xuống chạy chạy lật lên lật xuống rồi kiếm chỗ gửi xe đồ tùm lum chân, rồi bắt đầu là mình mới di chuyển theo đoàn thì nó cực hơn dữ lắm. Nhưng mà nếu như đi xe máy thì mình sẽ dễ gành đường hơn. Còn đi xe lớn này vít bùng á, thì nhiều khi mình không có nhìn đường được quá. Rồi chắc này mình bắt đầu trở xuống nha. Đi thăm rắn, đi thăm thanh xà bạch xà. Nhỏ nó đừng lấy rắn bỏ túi. Về làm bao thấy rắn là làng luôn. Đi xuống mình tham quan coi. Rắn sợ con gì không sợ bằng rắn sợ. Chuyện thiết thanh xà và bạch xà. Cút cây, cút cây điện thoại. Kính chào, hẹn gặp lại. À, phía sau của mình, con chó Phú Quốc con này có sấy nè. À, trên xe của mình đi chứ không phải là xe của mình đâu nha. Ở đây là có biểu tượng rắn rồi nè.